Thúy Nga xin chào cả nhà thân mến, à, cả nhà ơi hôm nay thì chúng ta lại trở lại với những câu chuyện à, tâm sự lúc giữa đêm. À, giấc này thì là cũng khuya rồi mọi người. Cả ngày thì nói chung ai cũng bận rộn, à, không có thời gian để làm gì hết. Nhưng mà về đêm trong những cái lúc tĩnh lặng như thế này nè, thì Nga thường hay có những cái cuộc điện thoại à, trò chuyện với Thúy Nga tâm sự Thúy Nga nhiều lắm quý vị, à, nhất là vừa rồi đó là nga có chia sẻ một câu chuyện mà một cái anh bạn ảnh à, bị à, trộm đột nhập vô nhà đó lấy một cái, cái sắt và toàn bộ tài sản quý giá ra khỏi nhà đó thì sau khi nga chia cái sẻ à, và sau khi mà thúy nga chia sẻ cái video đó lên đó thì rất là nhiều cái phản, phản hồi và nhiều cuộc điện thoại liên tục gọi cho thúy nga thì trong đó có những cô chú anh chị ở tất cả các tiểu bang xa à, và ngay tại cali à, cũng có Uh, nhưng mà có một số câu chuyện thì nga thấy nó cũng đơn giản nó không có cái um, nó cũng là một cái, cái câu chuyện nó bình thường thôi nhưng mà vẫn là câu chuyện trộm đột nhập vô nhà nhưng mà trong những câu chuyện đó thì nga chắc lọc ra uh, một câu chuyện uh, nga mới được một cô bạn um, cũng là khán giả cũng ở tại cali này chia sẻ với thúy nga mà thực sự câu chuyện nó, nó quá khủng khiếp quý vị có nghĩa là um, trộm mà đột nhập trong một năm mà vô tới hai lần luôn và những cái câu chuyện thực sự là mình không thể nào mà mình 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 mình, mình suy nghĩ ra được là có thể kinh khủng như vậy. À, hôm trước thì Nga chia sẻ cái clip lên đó thì à, cũng có nhiều cái câu chuyện người ta nói là, Ồ cái gia đình cái người này là tạo lên để lấy tiền bảo hiểm. À, thực sự mình nghe thì mình mình nghe mình cũng thấy buồn cho 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 cái anh đó. Tại vì câu chuyện người ta rất là đau lòng quý vị mà khi người ta chia sẻ lên để cho chúng ta cảnh giác thì có một số phần phần tiêu cực thì họ lại nói là sắp xếp để lấy tiền bảo hiểm. Hôm nay các câu chuyện ngày hôm nay thì mọi người hãy lắng nghe và chúng ta lại tiếp tục cảnh giác và đề phòng quý vị. Thời buổi bây giờ thật sự là cũng nhiễu nhương lắm, mình không biết là như thế nào, nghe thấy là trộm, ăn trộm, ăn cướp, đồ đủ thứ trơn á. À, trước khi mà gặp cái nhân vật này thì nghe cũng có chia sẻ có một cái cô khán giả ở trên San Jose đó cổ điện thoại cho Thúy Nga cổ nói trời ơi, nghe cái câu chuyện mà Thúy Nga chia sẻ vừa rồi cái anh mảnh bị mất trộm kết sắt thì cô cũng nói thiệt với Thúy Nga cách đây 30 năm là cái thời điểm đó ở Mỹ cũng rất là bình yên và cũng rất là ít người ở đây nhưng mà là cổ sau khi cưới chồng và có một cuộc sống rất là ok tốt đẹp thì bỗng nhiên một ngày đẹp trời ăn trộm cũng vô nhà lấy luôn cái két sắt mà thời điểm đó mọi người biết không cô nói là rất là bình yên mà không có gì hết vậy mà họ vẫn vô rinh cái két sắt của cô và thời điểm đó là cô mất tổng cộng vừa nữ trang vừa tiền bạc luôn là 64 mươi bốn đó quý vị có nghĩa là của nói thời điểm đó nếu mà cái số tiền đó đó mà lấy ra có thể mua được một căn nhà ở thời điểm đó mà cô nói mất mà đau lòng lắm luôn mà cảnh sát họ cũng tìm nhưng mà cũng không tìm được quý vị và bảo hiểm thời điểm đó thì cổ nói là không như là cổ nói là không có đền bù gì sao nghe cũng không nhớ cái cái câu chuyện đó nhưng mà cổ nói là uh, thời điểm đó là gia đình của bị như vậy và cổ 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 nghe câu chuyện của cái anh đó chia sẻ cổ rất là thông cảm và cổ rất là hiểu và cổ nói là cho cho cổ gửi lời hỏi thăm cái cái anh mà bị mất uh, uh, tài sản đó thì hôm nay trở lại với chương trình thì là Thúy Nga sẽ gặp một nhân vật à, Đây là một cô gái à, cũng rất là trẻ trung và làm nghề kinh doanh à, Hôm nay thì Nga sẽ có một cuộc trò chuyện à, Hai chị em cũng hẹn nhau rất là mấy lần đó, thì là hôm nay mới gặp được à, Chào em Em chào chị Thúy Nga, em chào chương trình à. À, Hôm nay em có câu chuyện mà em ấm ức lâu rồi à, Từ lúc mà em bị trộm đột nhập vào nhà hai lần em muốn chia sẻ, em muốn nói cho cộng đồng biết là không có chỗ nào an toàn và không có chỗ nào mà 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 cố định là là sẽ không có trộm, không có không có ai đột nhập hết á. Dù rằng cái khu đó có an toàn, cái an ninh có cỡ nào đi nữa thì mình cũng nên thử, mình cũng nên careful là hơn. Tại vì lần đầu tiên em bị trộm vào nhà đó là vào năm 2018 tháng 11 ngày 18. Ồ oh, là câu chuyện cách đây giờ, là đã lâu rồi đó. Dạ. 2020. 3 giờ 45 chiều năm 2018. Ừ. Thì lúc đó thì em không có nghĩ là mình sẽ bị ăn trộm. Khi mà em ở cái khu đó là em nghĩ rất là an ninh, rất là an toàn. Em không nghĩ là em sẽ bị ăn trộm vào nhà đột nhập lấy đồ của em vậy thì em cũng chia sẻ với anh chị là khi mình kinh doanh á người ta hay thường tới coi ngó mình coi mình có giấu trước giấu sau hoặc là mình có um, trốn thuế hay không thì cái đó là sợ thế dụ cái chuyện của người ta nhưng mà em mới cảm thấy là em không thích ai đụng tới những cái đồ gì của em hết thì em mới đem về nhà em để hết vào trong cái kết sắt và cái, cái sắt đó em mua ở Costco. Em mua ở Costco vậy em để vô trong đó hết. Ừ. Giống như em đem về để cho họ bưng hết trọn cái tài sản của em vậy. Có như là tất cả tiền bạc của mình. À. Tiền thì em không có để ở nhà nhiều. Tiền em chỉ để là để sử dụng cho emergency thôi. Ừ. Là chừng khoảng 10 ngàn để khi mà mình có chuyện gì khẩn cấp, mình có một số tiền đó ở nhà, thì cái số tiền đó cũng bị mất trộm rồi ở trong cái kết sắt á thì họ mở mở ra giống như họ có cái chìa khóa vậy đó ừ. thì em có hỏi cảnh sát là cái điều mà tại sao mà họ mở cái kết sắt em lại dễ như vậy thì cảnh sát nói với em là những cái um, cái cột mà ăn trộm á thì họ có cái master key thì ừ. họ có thể mở được rất là nhiều cái tủ sắt như cái tủ sách của em vậy wow yes Có như mình làm mật mã gì nó cũng có thể mở được Em cũng không hiểu nhưng mà họ có cái chìa nó gọi là, là cái master key á chị. Ủa vậy thì người ta bán cái sắt để làm gì ta? Bây giờ theo như em biết thì chỉ có cái ganh xếp á. Ừ. Là xếp duy nhất nhưng mà cũng không biết được chị ơi. Biết đâu ừ. bây giờ họ thông minh hơn mấy năm về trước. Ừ. Đó thì, thì sau khi um, có một người um, neighbor của em gọi điện thoại nói với em là Người ta nghĩ là nhà em có trộm vào Cho ừ. nên Thì em mới chạy về Thì từ chỗ Cái doanh nghiệp của em về nhà rất là gần Thì em về thì Em không còn sức lực gì nữa hết Em nói hết rồi Em chạy lên em thấy là em nói hết rồi Không còn gì nữa hết, hết. Ừ. Thì lúc đó nhà em có gắn camera Có những cái Có cái nai owl Nhưng mà họ rất là chuyên nghiệp Khi họ vô đó chị là họ thấy cái box của mình là họ lấy rồi. Cái DVR á. Ừ. Dạ. Yeah. Thì box của cái cái DVR hay là hay là của cái um, camera chị? Ồ, oh, cái camera. Dạ. Yeah. Ừ. Thì họ lấy cái đó rồi thì mình không còn thấy gì nữa hết. Ở trong nhà. Nhưng mà em được một người um, neighbor là người ta có cái um, cái camera vào thời điểm đó thì cũng chưa có ai gắn nhiều đâu. Ừ. Chưa có chưa có nghĩ là mình sẽ bị cướp, bị trộm gì hết. Ừ. Thì người ta mới coi thì cái lúc đó thì nó rất là tối. Thì chị thấy họ chỉ hai cái tay họ mà như vậy nè chị. Giống như những người mà đang tập tạ với. Họ đi ra là là phô hết giỏ sách và những cái đồ của em. Ừ. Thì um, cảnh sát có tới làm report. Nhưng mà không có dấu găng tay chị. Không Tại là, vì họ xài luôn. cái cái bao tay cái bao tay mà chuyên nghiệp á, mình không thấy được, không được, ừ. không có thấy được cái dấu găng tay chị. nhưng mà cái khi mà cái cái neighbor đó đó họ cho mình coi lại cái chiếc xúc camera của khu đó hả? Dạ họ chỉ có gắn ở ở ngoài cửa nhà họ, nhưng à. mà cái nhà em nó nằm Ở cái cái khu rạch sát cái chị, ừ. cho nên cái nhà neighbor mình mình nhìn thẳng qua nhà mình nó cũng hơi xa. nhưng mà mình thấy được nhiều người vô hay là chỉ có một người? là thấy ba người vô chị, một người lái xe một người lái xe, uh -huh. yeah. với hai người vô, ba người vô chị, ba người vô nhưng mà họ, ba người họ vô vào người bao, người bao nhiêu xe. lâu thì họ lấy, họ họ cũng rinh cái cái sắt mình luôn, họ không có rinh cái sắt mà họ mở chị. họ mở họ lấy hết, yeah. thì có nghĩa là em cũng bỏ tư trang với lại tiền bạc với những cái gì quý giá, yeah. nữ trang của em á thì những cái đồ của ngày xưa, những cái um, cái ba bốn generation hồi trước. Á là của ừ. ông bà rồi để lại á. Rồi ừ. đồng hồ á thì em có em có 52 cái. Dạ. 52 cái. 52 cái đồng hồ M chị. Bỏ vô trong cái cái sắt hết luôn dạ. Thì em cứ để một cái học gì đó. Thì em để sáu cái. Ừ. Nhưng mà họ chỉ lấy có 46 cái thôi. Rồi Khi mà sao? em sắp xếp đồ lại đó thì em mới lúc đầu thì em nghĩ sau tên ăn trộm này họ từ họ họ còn chút họ, nhân còn đạo. Họ còn chút nhân đạo họ để lại cho em 6 cái để em xài. Nhưng mà thật ra khi mà em em coi lại cái, cái 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 sự mà họ đổ mấy cái đồ ra đó thì em mới biết là khi người ta kéo ra người ta làm rớt. À nó rớt vô yeah. lại nó sót nó lại. Nó rớt đó. cho nên nó sót lại em còn 6 cái để em xài. Ừ. Ừ. Uh -huh. Rồi um, Cảnh sát cũng cho em cái report Thì em cũng file claim Nhưng mà Chị ơi không có trả được bao nhiêu đâu ừ. Cái luật đó, Người ta đưa ra chừng 100 trang Cho mình read ừ. Không cho mình để tiền ở nhà Cái nữ trang là chỉ được bao nhiêu thôi Rồi tí dụ mà mùa mình muốn khâu vật Cho cái nữ trang đó, Thì mình phải mua một cái bảo hiểm khác nữa ừ. Đó là Lúc đó là em chưa có nghĩ tới chuyện đó Cho nên em không có mua mấy cái bảo hiểm đó thì công ty bảo hiểm cũng trả em được 13.000 là luôn cái sự đập phá vô nhà em. Có trả tiền bảo hiểm 13.000. Là dạ nhưng mà mình người mất nhiều mà hả? Người ta trả về cái vấn đề mà cửa bị hư hoặc là cái 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 nhà mình bị hư thì nhiều hơn là những cái vật cái những cái giỏ mà và những cái nữ trang mà mình Ồ, có bị mất. có nghĩa là em vừa bị mất túi sách hiệu Uh -huh, yeah. vừa bỏ vừa mất luôn đồng hồ Ủa, một cái kết sắt là mình cũng có thể để được túi hiệu ở trong đó hay là túi no, hiệu chị, là mình để sắc trong... là cái kết sắt là mình chỉ để uh, giấy tờ quan trọng và đồng hồ nữ trang thôi nhưng mà giỏ thì mình để ở cái closet của em cái work in đó chị uhm. cho nên cái closet em rất là rộng Trời, thì họ lấy từ bộ... cái burberry lên là họ lấy hết yeah. còn yeah. những túi hiệu thì mất khoảng bao nhiêu yeah. cái em không có nhớ hết em có làm trong cái report đó, em không có nhớ hết tại vì lúc đó em mới order một thùng hàng về để em chuyển về Việt Nam thì ừ. họ ôm nguyên thùng đó đi luôn có nghĩa là em vừa kinh doanh đồng hồ mà cũng có kinh doanh về túi đồng, đồng hồ thì em chỉ thích collect thôi em không có bán à. em chỉ mua em để em xài collect trời yeah. ơi tới năm mươi mấy cái luôn <laughs> cả gia tài chứ ha? Dạ. Yeah có những cái nó trị giá khoảng bao nhiêu em nhớ không? Ờ à, như, như lúc đó cái mà mắc nhất là 8 ngàn mấy chị ừ. Dạ. Cái mà mắc nhất là 8 ngàn Khoảng 8 ngàn rưỡi Còn cái rẻ nhất là khoảng Cái rẻ nhất là cũng Mì sao chứ cũng ngàn mấy chị Coi như mất hết luôn Dạ Còn những cái đồng hồ mà không có Nói chung ra là không có có giá trị nhiều á Thì em ừ. để ở ngoài cái đó thì nó không có lấy những còn... cái mà mình mình xài hàng ngày mình xài thấm nước hoặc là đi đâu mình 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 xài cho cái kinh doanh hàng ngày ấy, thì em không có em không có để vô trong tủ những có các những mà cái mà quý giá đó thì ừ. em mới để vô trong cái kết sắt ừ. thì kết sắt nó bưng đi hết luôn Còn là nó sách... rất là sáu cái cái túi sách mình kinh doanh nó thì là mất hết cái túi sách thì có một mớ là em sử dụng rồi một còn cái thùng mà riêng á em order mới order về á là nó ôm đi hết luôn cái đó là mới hoàn toàn chị. cái túi sách thời điểm đó mất đó là một cái mà cao nhất giá trị nó khoảng bao nhiêu Burberry trở lên cũng một ngàn mấy một cái chị nha. ừ. Burberry nếu mà cái cái Neverfull cũng một ngàn mấy một cái vào cái thời điểm đó nhưng mà lúc đó em cũng có mua đồ on sale thì cũng có cái mắt cũng có cái rẻ chị nhưng mà bắt đầu từ cái Burberry trở lên là họ lấy hết một cái thùng hàng túi sách như vậy chắc cũng cả trăm cái nữa hả em thấy theo như em nhớ không rõ không không rõ hết thế là cũng khoảng năm mươi mấy cái giỏ sách chị ừ. tại vì ba cậu ba cái ông ăn chợm á ông đi ra mà cái handful phu vậy nè chị ừ, là ông sách sách tay hàng xóm dạ, tại vì thấy cái đó luôn mình là... sỏi vô sỏi vô về mình sách đi thôi chị mà hàng xóm họ không thấy hay là họ thấy không là họ, thấy chị họ... tại vì lúc đó cái cái giờ đó lúc đầu đó là nó vô hồi lúc ba giờ mấy chiều nhưng mà tới 6 giờ mấy tối, á, 5 giờ mấy, 6 giờ tối á, nó mới đi ra. Nó đợi khi mà à, tắt nắng rồi nó mới đi ra. Trời, nó vô lâu dữ vậy hả? Dạ. Yeah. Có nghĩa nhưng là... Mà, nhưng mà nó tới đó, nó, nó chưa có vô liền chị. Nó tới, nó chưa có vô liền, nó tới, nó đi vòng vòng, vòng vòng. Thì nó tới lúc 3 giờ 45 chiều, nhưng mà tới 6 giờ á. Nó mới bắt đầu bắt vô? Bắt đầu trời sụp tối nó mới bắt đầu vô chị. Ừ. Uhm. Dạ. Yeah thì đấy cái đó là lần đầu tiên là nó chỉ vô có 6 phút thôi là nó lấy những gì được. Nó nghĩ là nó lấy đủ rồi cho nên nó đi. Ừ. còn cái lần thứ hai á là ngay cái ngày mà chị nhớ cái ngày mà ngày 10, 18 tháng 3 mà bắt đầu những cái um, retail mấy cái um, nhà hàng quán bar rồi này kia bắt đầu đóng cửa hết. của cái ngày Covid đó chị. ừ Dạ. Yeah thì thì nó đập vô ngay ngày đó đó chị. Trời. Nó đập cái ngày đó. Cách cách mấy tháng sau ta. Đúng sao? Ờ à, cái tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, 4 tháng đúng chị. Có 4 tháng là nó hoành 4 tháng lại đúng ngày, đúng giờ luôn. Cũng đúng cái khoảnh khắc nó cũng có giờ yeah. đó. Thì đợt đợt thứ hai ăn trộm nó vào thì nó lấy những cái gì của mình? À, nó lấy thuốc lá nhà em nè, nó lấy rượu nè, thì em cũng có 10 ngàn đó thôi. Thì trong nhà em chỉ để 10 ngàn cho cái emergency use thôi. Nhưng mà lần này á, thì em không có, những cái cửa phòng mà em không có đóng nữa. Mà em chỉ mở cửa luôn. Thì em, em just make fun. Tại vì cảnh sát lần trước có nói với em là nhà em như vậy họ lấy chưa có hết, họ sẽ trở lại nữa em phải chuẩn bị alarm, phải chuẩn bị camera, phải chuẩn bị những gì mà để chống trộm. Thế em có làm những cái đó không? Em có chị. Mà tại sao nó vẫn đột nhập vậy ta? Em có chị. Em có alarm. Em có em để thêm ba cái system camera. Ừ. Em để thêm ba công ty. Em để một cái là night owl, một ừ. cái nữa là vivian, một ừ. cái nữa là cái ring. Ừ. Nhưng mà khi mà em rời khỏi nhà. Em quên set cái alarm đi. Trời ơi. Dạ. Yeah. Thì trong vòng có em rời khỏi nhà chừng khoảng em về sáng lên em đi ra cửa hàng của em thì em đã em đã turn on cái alarm rồi. Nhưng mà khi mà em về em lấy một số hàng quá mà cần á thì mình tắt cái alarm thì đi. Thì em tắt cái alarm xong rồi em rời khỏi nhà em em đã quên. Tại vì lúc đó em busy quá cho nên em quên. Ừ. Thì trong vòng lúc đó đó thì nó mới vô nhưng mà theo như em thấy á thì có người tới giống như là à, có người tới coi chung quanh em khi mà kiến có ăn trộm vô nhà em á thì có một người đó họ uh, stand, stand around đó chị để ừ. coi mình có phản ứng không coi mình có coi camera hay không rồi này kia thì à. em nghĩ cái người đó cũng 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 là có nó vô phần. cái tiệm của mình nó để ý. Dạ, đúng chị, giống như là nó nó đứng ở đó để nó nó canh chừng cho những cái người dạ. ăn trộm nó vô nó mua những cái đồ mà không cần thiết cứ vô mua lập chặt dạ. nhưng mà nó nói chuyện với mình rất là nhiều ồ oh. dạ. nhưng mà mình nghĩ là khách hàng thôi nó làm cho mình phân tâm không tập trung vào dạ, camera đó nó làm cho mình không có giờ để mình coi camera đó wow. thì cái giờ chiều đó là cái giờ khách đông chị cho ừ. nên mình không có mình không có thời gian với lại mình cũng sơ ý nữa tại vì nếu mà mình nghĩ nó vô thì nó nó đã vô một hai tuần sau mình đâu nghĩ nó chờ bốn tháng nó mới vô đâu ừ thì em nghĩ vậy nhưng mà cái cái suy nghĩ của em hoàn toàn sai ừ tại vì khi nào mà mình sơ hở là ổng vô à ông không có ông không có nhất định là ổng vô ngày nào theo như em nghĩ chắc trong bốn tháng ổng xài hết tiền em cho nên ổng vô lại đó nhưng mà em có nghĩ những cái người mà vô ăn trộm nhà đồ nhà của mình là những người rất thân của mình không? giống như người mà ta quen biết, ta biết cái giờ giấc sinh hoạt của em, ta biết cái giờ mua bán của em, rồi ta biết cái giờ mà em đi tới đi lui và em em sẽ bị cái giờ nào em đông khách, rồi để mà họ, họ... đúng chị, cái điều đó chính xác, tại vì người ta biết cái 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 giờ nào mình bận, cái giờ nào mình rảnh và cái giờ nào mình ở nhà cái giờ nào mình mình không có ở nhà thì người ta mới vô. Còn um, theo như em nghĩ là một 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 cái nó là random, còn một cái nữa nó là giống như là nó 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 nghĩ là nó vô lần trước nó đã lấy dễ như vậy rồi thì nó thấy nhà mình còn nhiều thứ mà nó nó sẽ lấy nữa. Lần trước nó không lấy được thuốc lá. Nhưng mà lần sau nó lấy thuốc lá rất là nhiều. Và nó lấy rượu chị có nghĩa là trước đây là em uh, kinh doanh về túi sách và cả rượu và thuốc lá luôn. Uh -huh. cái túi sách là em đã làm hồi xưa rồi chị. Là cái đó là chị túi, làm cái túi sách mình bán ngay thôi. tiệm mình luôn hay là không mình... chị? em à. chỉ là những người mà khách người ta cần mua thì em chỉ mua rồi em ship thôi. như nào khi nào mà em được cái good deal á thì ừ. em chỉ mua rồi em ship thôi chứ em không có mua kinh doanh ở tiệm. Tại vì không kinh có doanh quảng bá kể. rầm rộ nhưng dạ, mà là không, chị. khách hàng quen. Dạ chỉ khách hàng quen và những người thân thôi Ừ Dạ Thì em cũng không có Nói chung cái đó không phải là kinh doanh kiểu như mình um, Giống như mình Mình mua giùm cho những người thân và những người quen thôi Nhưng ừ. mà em đợi khi nào mà cái giá nó phải chăng Thì em mới mua Ừ Thì cái lần thứ hai um, Nó vô trong nhà em là 47 phút Cũng 47 phút nữa lần sau là cái thứ, lần đầu là 6, lần có 6 phút. phút thôi à, lần nhưng sau mà nó là... ở chờ ở ngoài rất là lâu rồi, chị cái, 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 cái bọn trộm tới này sụp tối luôn dạ. cái bọn trộm này là chị nghĩ là nó 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 lì thiệt luôn á lần dạ. đầu rồi xong lần sau không sợ gì luôn vô còn lâu hơn nữa tại vì nó đã biết những cái ngõ ngách trong nhà mình rồi chị là một group đó thôi chứ không có ai khác hơn á uhm. là khi mà nó tới là nó cho cái xe Papa John pizza tới cho một cái xe tới luôn. Dạ. Thực ra trộm mà họ đã có cái nghề đó là cái nghề của họ rồi thì họ rất là tinh vi dạ. và đến nỗi mà vô lần đầu mà không tìm được dấu vân tay luôn mà lần thứ hai dẫn canh để mà vô lấy lại lần thứ hai nữa. Thì um, nó cho cái người mà giống như pizza deliver tới chị, à. nó check cái cửa trước của mình trước. Ừ. Coi check cái có cửa trong trước nhà. có có ai ở nhà hay không? Thì um, cái người mà delivery pizza đó ra dấu cho nó thì nó mới bắt đầu nó chạy vô trong nhà mình là nó vô cửa sau nó đập cửa kiến cửa sau cái slide door đó chị nó đập nó vô ừ. còn cái lần đầu tiên á nó cũng vô một cái chỗ y vậy đó nhưng mà nó chỉ twist cái cái cửa đó thôi tại vì cái cửa đó nó không có không có chắc chị nó chỉ ừ. cứ lấy cái cái gì nó khửi cái nó vô à rồi uh -huh. thì cái lần thứ hai á em có cái thêm một cái chốt nữa rồi em có cái cây để em ngăn ngang nữa cho nên ừ. nó nó vô không được cho nên nó mới đập cửa kiến luôn ừ dạ thì em với lại con em mới làm cái chốt là mình để cái mình để cái giấy mình ghi là cứ vô thoải mái đi phòng không có khóa không mà cái lần thứ hai em hết. ghi sẵn như vậy hay là là sau con này con em chị dạ cái lần thứ hai tại vì nó nghe nói cảnh sát nói là nhà em sẽ ăn trộm sẽ tới một lần nữa người ta sẽ tới visit mình một lần nữa nên mình tức quá mình ghi như vậy. Dạ con em nó chỉ làm cái chốt thôi nhưng mà nó tới thiệt chị. Trời. Thì ơi, lần sao mà sau... Tự nhiên ghi vậy đi trên nó có điềm chi vậy trời. Lần sau ghi nó mà không... con giống như chào mời vậy đó. ờ à, giống như là vô cứ lấy đồ đi thoải mái chứ chứ đừng có phá phá, phá phá Đừng đập đồ. gì hết. Thì cái nên... lần thứ hai vô thì thì cái lần đầu là nó có phá không? Có chị, nó phải đạp tung hết mấy cái cửa nó mới vô được chị. Trời ơi. Dạ. Thì lần thứ, lần thứ hai, hai thì nó 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 phá cửa kính dạ nó phá nó đập cửa kính đằng sau cái slide door đó rồi um, nó um, nó vô thì những cái cửa phòng những cái cửa phòng mà mà đóng cửa đó chị ừ. thì nó tưởng là mình khóa cho nó đạp vô thì nó cũng vẫn nó, nó dùng, cũng dần cái chiều cũng, cũ, cũ vậy. Cũng phá hay dạ. vậy đó. nhưng mà khi mà em xài cái black powder để mình mình quét lên đó chị thì thấy cái dấu dấu dày của nó Oh. chị cái dấu dài thôi ngoài ra không có gì hết là vẫn không có dấu vân tay vẫn Cảm không sắc. có dấu vân tay rồi um, em cũng um, để nhiều cái cái bot mà của cái camera chị mm. lần này em không có để ở dưới mm. mà em giấu ở trên ở trên cái cái ceiling của cái nhà mình đó chị mm. thì um, nó leo lên tới đó nó kiếm á chị nó leo lên tới cái ceiling của mình nó kiếm á nhưng mà tụi tụi nó vô đột nhập nó thường chị thấy ăn trộm họ hay bịt mặt bịt mũi thì họ kiếm cái đó cũng mình cũng đâu kiếm được họ đâu mình cũng thấy camera người đi tới đi lui lấy đồ chứ mình đâu có biết mặt người nào người nào lần đầu tiên vô á, thì nó chỉ ăn cắp vội vã rồi nó đi thôi nhưng mà lần thứ hai á thì nó biết em theo như em nghĩ là nó có người đang trông coi mình cho nên nó rất là thanh nó nó rất là thanh thản easy vậy à. Dạ nó nó đi tới đi lui làm như nhà của nó vậy chị. Ờ à, chị có thấy cái camera. Dạ, chị là... có thấy em gửi cái camera cho chị cái 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 clip cho chị là ừ. nó nhiều khi nó 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 kéo cái khẩu trang xuống nữa. Ừ, đúng là rồi. Là cái camera thấy hết cái mặt của nó luôn. Tại vì có nhiều có nhiều khi á chị ngồi mình buồn lắm. Buồn tại sao mình làm cực khổ mà người ta tới lấy của mình easy vậy đó. Cho nên hôm nay em tới chương trình tới gặp chị Thí Nga là em muốn chia sẻ cho mọi người cẩn thận không có chỗ nào an toàn hết á cái khu em ở là em nghĩ là rất là an toàn rồi nhưng mà cũng bị chị từ cái nhà của mình cho tới cái chỗ mà buôn bán cái tiệm của em á nó nó có sao không? dạ không chị khoảng lái xe nếu mà hai phút hai phút tới rồi có hai phút thôi dạ. mà nó vô nó làm rần rần mà mình không hay gì mình đúng. không hay gì hết cái camera mà, cái mình không kê. có để trong tiệm cái góc nào cho nó dễ nhìn để mình vừa bán buôn mà mình vừa thể theo dõi được sao? Tại vì em để trong cái phone và cái iPad của em hết chị Có nhiều à. lúc thì em cũng coi, cũng check coi ở nhà Nhưng mà khi mình bận quá thì mình không có thời gian chị Thường mình buôn bán lớn như vậy thường người ta thấy là người ta phải set up trên một cái computer đó Là nó cứ hiện cái camera lên hoài vậy đó Để mình biết góc nào, góc nào, góc nào, ai vô, vô ví dụ như là mấy cái cửa thì là cái alarm báo động của cảnh sát có nghĩa là cái nó gõ cái cửa kính vô là alarm nó cũng hú lên rồi đó. Cái cái ring ấy chị rất là tốt. Khi mà có người vô nhà mình hay là cái cái có cái gì đi ngang nó cũng có gửi cái notif Đúng uh, rồi. notification Đúng cho mình chị. Đó. Dạ nó báo cái cái notification cho mình. Nhưng mà cái lúc đó là mình dường như là mình không có mình không có nghĩ là nó sẽ tới nữa. Mình nghĩ là Họ đã lấy rồi, họ lấy gì nữa Mình không nghĩ là nó sẽ tới nữa chị Nhưng mà mấy anh cảnh sát thì nói vậy Nói chứ Mấy anh nói là Nhà của em á, nó sẽ tới nữa Tại vì nó lấy chưa có hết Ủa nhưng mà cảnh sát họ đã báo như vậy rồi Mà tại sao mình không cẩn thận hơn Có nghĩa là mình cho ai đó ở trong nhà Chứ nhà mình ít người lắm mà Sao mà đi là là không có ai trong nhà luôn à, em nghĩ nếu mà không có người trong nhà tốt hơn chị, ừ. tại vì nếu mà có người ở nhà, bây giờ nhiều chỗ mất trộm, nhiều nhiều chỗ trộm đột nhập vào nhà, có người trong nhà, nhiều khi mình đôi co với nó đó, cái điều mất mát nó nhiều hơn, cả cái 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 cái, cái tài sản của mình nữa, sợ là mình sẽ mất mạng hoặc là có cái chuyện điều gì đó, cái điều gì đó nó không lành xảy ra đó chị, thì em nghĩ là chắc không có ai ở nhà tốt hơn cái em lần thứ không? hai trộm đột nhập vô nhà có nghĩa là không lấy cái vô cái sắt nữa mà vô lấy rượu với lại yeah. thuốc lá dạ. Yeah. nó lấy được nhiều rượu và thuốc lá không à, theo như em thấy thì nó khiêng đi bốn thùng rượu và thuốc lá thì nó lấy đi khoảng 3 thùng chị mà rượu mắc tiền hay là rượu loại gì dạ yeah, remy chị cái remy martin đó chị Ừ. Dạ. thì không rành lắm về dạ. rượu nhưng mà cái remy martin thì nó lấy một thùng của nó là nhiều không một thùng nó 12 chai chị trời thì cũng cũng một dạ. chai của nó khoảng bao nhiêu ta cái vào thời điểm đó chị thì một chai khoảng cái giá wholesale của em là khoảng bốn mươi mấy đô thôi là em mua vô ừ. thì em bán ra thì cái giá khác nữa ừ. nhưng mà nó lấy đi như vậy đó thì um, em có receipt em claim bảo hiểm thì những cái rượu đó nó trả lại chị Ừ. nó trả lại nhưng mà cũng không có cũng không có đủ đâu chị ơi cái ừ. nó không có xứng đáng với cái gì mình đã mất cái lần sau thì em mất ít hơn lần cái lần trước ừ. nhưng mà nó không xứng đáng với cái gì mà cái cái nỗi sợ hãi của mình dù rằng bảo hiểm có trả bao nhiêu thì nó cũng không xứng chị với là bảo hiểm không bao giờ trả nhiều ừ. có nghĩa là mình mất cái cỡ nào họ cũng chỉ đền một cái số tiền cỡ đó thôi Chúng dạ. nghĩa là họ án chừng một cái cỡ đó, chứ không thể nào mà mình khai báo mất 500 ngàn mà trả được 500 ngàn đúng không? Không có chị. Họ ừ. chỉ trả được um, với cái mức thấp nhất mà mình mình nghĩ là mình không cần luôn á. Tại vì cái số mình mất nó đã nhiều quá rồi. Mà trả như đó không có thấm. Nhưng mà có thì còn hơn không thôi. Ừ. Rồi sau đó thì bảo hiểm nó bắt đầu nó tăng giá. À mà mỗi lần mình mất gì giống như mình đụng xe đó phải không? Dạ, là đúng. bảo hiểm nó lên nữa. Dạ đúng chị. Trời ơi. Bắt đầu nó tăng giá thì cảnh sát bắt được hết. Bắt được oh, hết. cái lần thứ hai cảnh sát bắt được cái nhóm trộm dạ, đó. bắt được hết chị. Ồ, oh, là bao nhiêu lâu thì họ bắt được? À, khoảng chừng gần cả năm á chị. Tại vì không phải nó đột nhập một nhà em không đâu, mà nó đột nhập rất là nhiều nhà. Ồ. Oh. Dạ. Thì có một cái mà 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 cảnh sát mà người ta bắt được nó là cái DNA khi mà nó đập mấy cái cửa kiến mấy cái tủ kiến trong phòng của em á ừ. thì chắc em nghĩ là ổng bị đứt tay. cho nên cái ừ. máu của ổng rớt xuống cái áo của em á ồ oh, là cảnh sát ồ oh, cũng, cũng yeah. họ cũng tìm được. thì họ cái lấy đó. cái áo đó đi người ta làm xét nghiệm dna ừ dạ yeah. rồi um, có nhiều cái clip mà cái 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 lần thứ cái hai hở, đó chị hở cái mặt á nó hở cái mặt ra thì cái tướng của nó với lại cái um, cái mặt của nó thì cảnh sát người ta sẽ có thể có thể nhận diện được dạ. Ừ. Yeah. nhưng mà cái nhóm đó họ bắt họ bị bắt đông không cảnh sát hai mươi mấy người chị wow hai mươi mấy người yes. bắt hết luôn dạ yeah, công ty của ông lớn lắm có nghĩa, ăn trộm mà có một cái công ty lớn luôn dạ yeah. có nhìn chuyên nghiệp dữ dữ luôn hả chuyên nghiệp chị cái cái công ty đó là người nước ngoài hay là người nào hay là sao người da màu hết chị người da màu <laughs> Những người mà em thấy trong camera của em đa số là người da màu. Nhưng mà cái lúc mà cảnh sát bắt được hai mươi mấy cái người ăn trộm đó thì họ bắt giam luôn hay là hay là có ai đó beo họ ra hay là như thế nào? Họ có... Theo như em nghĩ thì họ cái đợt covid chắc họ release ra hết chị. Rồi bắt xong rồi trả lại Dạ đúng chị. Cho nên mà thường bên này mà muốn trả ra thì cái người nhà họ phải beo ra rất là nhiều tiền. Thì... thì cái đó thì em không có được không có áp vẫn cảnh sát được. thì có beo ra nữa thì nó vẫn đeo cái khóa chân á chị ừ. nó đeo cái khóa chân trong vòng mấy năm nữa ví ừ. dụ khi nào mà người ta cần người ta giống như triệu tập trở lại đó thì người ta cần hỏi những cái chi tiết gì ừ. người ta sẽ kêu trở lại hoặc là có thể trở lại tù bao nhiêu tháng nữa ừ. em cũng không rõ là cảnh sát làm việc với họ như thế nào nhưng mà cảnh sát rất là rất là ừ, giống như là sốt sắng trong cái case của em tại vì cái case của em cái khu đó làm cho cái khu đó rất là đau đầu cho nên họ sợ đó họ sợ và cho nên Là um, có một mình nhà em bị thôi chứ không phải là mấy nhà xung quanh không, không bị không phải chị dường như nguyên một khu luôn chị wow nguyên một khu luôn là có như là nó vô từng nhà từng nhà nó lấy luôn hả? Dạ trời, cái, cái gì mà nguy hiểm vậy trời cái người mà neighbor của em cách nhà em 7 căn là ăn trộm vô nhà của hơn 5 lần chị. Trời ơi. Trời. Mà xài phải chi mà si bán cái gì quý giá không nói. Si bán thức ăn, si bán Chinese food đó chị. Rồi nó vô nó lấy 5 lần. Vô 5 lần chị. Rồi nó lấy được những cái gì? Nó lấy đồ ăn hay nó lấy cái gì ta? À, em cũng không biết lấy được cái gì. Tại vì em cũng không có hỏi cổ nhưng mà cổ nói nhà cổ vô 5 lần rồi. Cho nên giờ cậu không có để cái gì quý giá nhà hết Nguyên cái khu đó là ai cũng bị luôn Không phải là ai cũng bị Nhưng mà nó Nó, nó nhắm vào những nhắm cái đối tượng, những người, cái kinh đối tượng mua bán. người, kinh doanh mua bán Có nghĩa là khu đó yeah. nó bị chú ý dữ lắm luôn Hay là cái khu đó có khi nào nó sát ngay cái công ty của tụi ăn trộm luôn ta Gần cái công ty của ổng chị Em có thể chia sẻ nhẹ là cái khu của em là nó nó, nó ở thành phố nào Cái khu của em ở Riverside, Beaumont chị của Riverside là khu giàu sang mà khu khu bình an lắm mà Dạ đúng ai cũng nói là cái khu của em rất là an toàn. Cái lúc mà em mua nhà ở đó đó thì em nghĩ em rời khỏi San Bernardino á, em nghĩ cái San Bernardino là cái chỗ phức tạp, cái chỗ mà mình không thể ở được. Khi mm. mà em dọn lên ở trên Beaumont đó thì em thấy là kể cả những người neighbor của mình người ta cũng rất là nice. Cái personality của người ta đó chị cũng khác với lại những người ở San Bernardino. Ừm. Mm thì em cũng rất là vui, gia đình em cũng rất là vui khi dọn về đó. Ừ. Nhưng mà khi mà bị ăn trộm rồi, thì em mới cảm thấy là không có nơi nào an toàn hết. Trời, cả xóm là sống trong quan mang đó. Dạ. Yeah. Khi mà nhà mà em họ bị có lần bán cứ... nhà, họ dọn đi chỗ khác, hay họ vẫn cứ họ vẫn ở mà. đó chị. Nhưng mà bây giờ cái lần thứ hai là em quyết định em dọn, ừ. em quyết định em dọn đi em không ở đó nữa. Thì neighbor của em mới nói là mày có dọn đi đâu nữa thì cũng cũng bị vậy nữa thôi thôi mày ở đây đi. Tụi tao sẽ để camera vòng vòng để mà giám sát nha mày. Ừ. Thì bây giờ bắt đầu neighbor bắt đầu người ta người ta stick với mình chỉ hơn hơn ừ. lúc trước chị. Tại vì người ta không muốn cho mình dọn đi thì bây giờ neighbor của em rất em rất là happy với neighbor của em. Dù cho em có dọn đi đâu nữa thì cũng giống vậy thôi cái đợt mà ăn trộm họ bị bắt á yeah. lần thứ hai á thì em có lấy lại được cái tài sản gì của mình bị mất không khi mà bắt được mấy ổng hết rồi cảnh sát kêu em tới nhận diện thì ổng còn nửa chai rượu Trời coi như là mấy lốc rượu thời điểm đó là một năm sau là yeah. mình nhận lại được nửa chai rượu nửa cái chai gì? rượu tính là tụi nó uống cũng chậm chứ bồ nó uống chậm chị hay là có nhiều lúc có phải chai rượu đó của mình không hay là cũng một cái tiệm rượu khác nữa. Chắc em nghĩ cái đó là chốt thôi chị chứ rượu mà chị uống ừ. chút xíu hết mấy chai rồi. Ghê vậy đó. Dạ. Chị nghe nói có những chai rượu nó mấy chục ngàn đô có không em? Có chị. Thật hả? Có thật chị ạ. Dạ. Chị thấy có nhiều người đó, họ họ nói ô họ vô tình họ mua được những chai rượu quý những chai này là khoảng vài chục ngàn nhưng có mà đó, họ mua là chỉ có một ngàn thôi. À, cái thì đó là... là giống như um, có phải giờ... là rượu giả không hay là hay là thật sự là những cái hàng đó là cái hàng nó không phải là hàng hiếm chị giống như là hàng mà giống như người ta lấy cắp ra người ta bán rẻ lại đó không có chị những cái đó là ăn cắp là illegal đó không có được đâu thì theo như em biết á, mấy cái chai mà Royal salute á, bây giờ cũng bốn mươi mấy năm chục ngàn chai ừ. nhưng mà khó mua lắm nha chị rất là khó cái đó là nó limit edition khó có mua lắm trừ ừ. khi nào mình mình trả với cái giá rất là cao theo như em biết là mình phải order rất là lâu ừ. thì cái đó mới có bán cái có mùa nghĩ là, là em cũng năm, có bán rượu quý rượu thường rồi luôn em chỉ bán từ cái chai um, louis thôi xuống thôi ừ. còn um, những cái đó thì em không có bán nhưng mình mà bán bia rượu là phải có cái license của nó mới bán dạ được đúng đúng không? Chị theo chúng ta biết những cái người mà họ có cái uh, dấu hiệu là lừa gạt, lừa đảo tiền bạc yeah. thì là cái họ cũng bị cái cái tội rất là nặng, cái 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 án tù rất là nặng mà những người mà ăn cắp á ở Mỹ á, cái án tù của họ có cao không ta ăn cắp ăn trộm bây giờ vô bữa trước ra bữa sau chị ơi. thả liền luôn dạ yeah. gì ghê vậy rồi Tại vì nó cái nhà có... tù họ chính phủ họ không nuôi nổi hay là sao ta. Bây giờ ở trong tù sướng hơn ở ngoài. Tại vì khi mà tháng hè như vậy á thì những người khách mà vô gia cư của em á thì họ cũng có sang cũng có chia sẻ. Họ nói ở ngoài nóng quá, không có gì ăn. Ở trong đó thì có đủ thứ. Cho nên có nhiều người bạn họ cũng chia sẻ với em á họ nói là đừng có đụng tới những người vô gia cư tại vì người ta không còn gì để mất nữa hết thì cái gì họ cũng có dạ gì? đừng có lấy trứng mà chọi với đá mình là người mất mát người ta không mất gì hết ủa có nghĩa là cái khu bán của em nó gần nhiều người vô gia cư sao mà em tiếp xúc với họ là? dạ không chị khu em thì ít lắm Nhưng tại mà... vì cái khu của em ở cái khu của em một kinh doanh đó là họ ban hết homeless chị Họ không cho homeless lại gần. Dạ, người ta không mà cho tại sao lại em lại còn. có có biết nhiều homeless thế là cũng có một thành phần chị, tại vì bây giờ kinh tế như vậy rồi nhiều người mất mất nhà, nhiều người mất xe lắm. Cho ừ. nên cũng có nhiều người khách uh, thường của em á, regular đó. Ừ. mà họ mất nhà, mất xe cho nên em hiểu. Em là ai... họ thành vô gia cư đó. Dạ. Họ nghĩ là họ nói với em là bây giờ vô tù ở sướng hơn ở ngoài có chỗ ở có chỗ ăn có chỗ ngủ nên còn họ ở ngoài phải đóng tiền đủ thứ hết, cho nên họ không không muốn ở ngoài thì cách đây khi mà bạn chia sẻ thì cách đây không lâu có một lần á có phỏng vấn một cái anh vô gia cư ngon nhớ là ở đầu thì mình cũng tiếp xúc với nhiều vô gia cư quá mình không nhớ yeah. nhưng mà có một cái anh đó vô gia cư anh nói là tôi thích gây chuyện để được vô tù lắm cô thúy nga đủ sao vậy Tại vô trọng sướng lắm được ăn được uống mỗi lần ở trong tù đó mấy tháng ra là tôi trắng bóc mà mập mạp đẹp lắm, xong ra không có nhà không có nơi ở tôi lại phải đi vô gia cư tôi xấu lại liền. Cứ ngày nào mà tôi ở tù thời gian tôi ra tôi rất là đẹp trai có gái theo liền. Ừ. Hình như nghe nhớ cái anh đó là cái anh mà đi trộm trái cây đó. ừ. Anh nói là vô trong đó rất là sung sướng chính phủ lo ăn lo ở nói chung là thoải mái. Ừ nói chung là trong đó thì cũng băng đảng nhưng mà ai cũng gấu nó cũng chẳng ai ngán ai hết cũng chẳng ai dám làm gì ai nên là nga cũng có nghe một câu chuyện vô gia cư họ chia sẻ như vậy thực sự nãy giờ câu chuyện thì nó nó khá dài quý vị mà nó có nhiều cái tình tiết nó cũng hơi ly kỳ và nó hơi cần cái sự gọi là để cho chia sẻ để cho khán giả biết đó. thì nga nghĩ là kết thúc cái phần 1 ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục xem cái phần 2 nha Chứ câu chuyện nó đã khá dài rồi quý vị à, Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Và chúng ta sẽ chờ đón cái phần 2 tiếp theo